Lợn rừng, loài động vật hoang dã đã có mặt khắp thế giới, đang ngày càng trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các trang trại, đặc biệt là ở Canada. Chúng có thể phá hủy cây cối, ăn sạch nông sản, gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Vậy tại sao lợn rừng lại xâm chiếm dữ dội các trang trại như vậy? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi video ngày hôm nay để tìm hiểu câu trả lời nhé! Do nguồn thức ăn trong rừng, nơi chúng sinh sống đang dần trở nên cạn kiệt, vì vậy lợn rừng sẽ di chuyển đến những khu vực khác lấy tìm kiếm thức ăn. Trong những khu vực đó, các trang trại nông nghiệp đang trở thành địa điểm lý tưởng cung cấp nguồn thức ăn đa dạng cho chúng, bao gồm các loại hạt ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp. Lợn rừng là loài động vật ăn tạp, chúng có thể ăn hầu hết các loại cây trồng như ngô, lúa mì, khoai tây và tất cả các loại trái cây. Tuy nhiên, chúng thích ăn ngô và lúa mì nhất. Chúng thường ẩn nấp trong các cánh đồng và tiêu thụ trực tiếp các sản phẩm nông nghiệp từ cánh đồng ngô và lúa mì. Điều này mang lại một thách thức lớn đối với người nông dân. Thiệt hại do lợn rừng gây ra là một con số rất lớn cho ngành nông nghiệp và người nông dân, ước tính lên đến hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Những cánh đồng nơi lợn rừng có mặt có thể tàn phá nghiêm trọng, dẫn đến giảm đáng kể về năng suất và thu nhập của người nông dân. Lợn rừng là loài động vật rất khỏe mạnh, có khả năng di chuyển quãng đường xa. Chúng có thể di chuyển với tốc độ lên đến 40 km/h. Điều này giúp chúng dễ dàng thâm nhập vào các khu vực trang trại, nơi chúng có thể tìm kiếm được thức ăn và nơi trú ẩn. Điều này có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng cho người nông dân, đặc biệt là khi lợn rừng di chuyển theo đàn. Việc bảo vệ các trang trại ở Canada khỏi sự xâm nhập của lợn rừng đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Nhiều trang trại không có các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn sự xâm nhập của những loài động vật này. Thậm chí một số trang trại còn không được trang bị các biện pháp bảo vệ kiên cố như hàng rào để ngăn chặn lợn rừng xâm nhập. Hàng rào không đủ kiên cố có thể tạo ra các lỗ hổng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho lợn rừng xâm nhập và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các trang trại. Một trong những lý do chính khiến lợn rừng xâm chiếm các trang trại Canada là do tốc độ sinh sản nhanh chóng của chúng. Lợn rừng có khả năng sinh 2 lứa mỗi năm, mỗi lứa có thể đẻ tới 12 con. Điều này dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng về số lượng lợn rừng và nhu cầu thức ăn của chúng. Khi số lượng lợn rừng tăng cao, chúng buộc phải tìm kiếm nguồn thức ăn mới. Các trang trại là nơi dễ dàng nhất để chúng tìm kiếm. Di chuyển theo đàn, chúng có thể gây thiệt hại lớn chỉ trong một thời gian ngắn. Sự xâm chiếm này không chỉ ảnh hưởng đến nông nghiệp mà còn đe dọa đến đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái ở những khu vực chúng hoạt động. Để đối phó với lợn rừng xâm nhập và bảo vệ trang trại, một số biện pháp đã được áp dụng như xây dựng hàng rào kiên cố là một biện pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để ngăn lợn rừng xâm nhập trang trại. Hàng rào thường được làm từ gỗ, thép hoặc vật liệu khác có độ bền cao,
để đảm bảo lợn rừng không thể phá hủy nó. Hàng rào thường cao ít nhất là 1,5-2m và chôn sâu ít nhất là 0,5-1m vào đất. Quan trọng nhất là hàng rào phải được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo không có lỗ hổng hoặc hư hỏng. Đặt bẫy cũng là một cách hiệu quả để kiểm soát lợn rừng đấy. Có nhiều loại bẫy khác nhau, chẳng hạn như là bẫy sập, bẫy lưới và bẫy bằng dây thép. Các loại bẫy thường được đặt ở những vị trí gần khu vực lợn rừng tìm kiếm thức ăn hoặc nước uống để tăng khả năng bắt được chúng. Săn bắn cũng là một biện pháp hiệu quả để kiểm soát lợn rừng. Tuy nhiên, để được phép săn bắn, thợ săn cần có giấy phép săn bắn hợp lệ. Canada có các quy định chặt chẽ về việc cấp giấy phép săn bắn để đảm bảo rằng hoạt động săn bắn được thực hiện một cách bền vững và tuân thủ pháp luật. Ngoài ra, các thợ săn cần phải có hiểu biết về lợn rừng, bao gồm hành vi, môi trường sống và thói quen để giúp việc săn bắn trở nên hiệu quả hơn. Thợ săn cần có đầy đủ trang thiết bị cần thiết như súng săn, đạn, quần áo phù hợp và thiết bị định vị. Việc săn bắn cần phải được thực hiện một cách có trách nhiệm để bảo vệ động vật hoang dã và môi trường. Điều này bao gồm việc không làm tổn hại đến các loài không phải là mục tiêu săn bắn và giữ gìn môi trường, không xả rác bừa bãi. Tiêu thụ thịt lợn rừng là một biện pháp góp phần giảm thiểu thiệt hại do lợn rừng gây ra. Thịt lợn rừng không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng cao mà còn được nhiều người ưa chuộng. Việc phổ biến thịt lợn rừng sẽ giúp giảm áp lực cho việc săn bắn và sử dụng bẫy để kiểm soát số lượng lợn rừng, đồng thời tạo ra thu nhập mới cho cộng đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quá trình khai thác thịt lợn rừng cần phải được quản lý chặt chẽ để tránh là khai thác quá mức và ảnh hưởng đến quần thể lợn rừng. Thịt lợn rừng có thể mang các mầm bệnh nên việc chế biến và bảo quản cần được thực hiện đúng cách để đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người. Chúng ta cùng nhau theo dõi phần tiếp theo của video nhé. Tại Việt Nam, thỏ là loài động vật vô cùng đáng yêu và được nhiều người yêu thích nuôi làm thú cưng. Tuy nhiên ở Úc thì hàng triệu con thỏ hoang lại trở thành một loài động vật xâm lấn, gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với ngành nông nghiệp, động vật bản địa và hệ sinh thái. Vậy, thỏ hoang dã ở Úc đã gây ra những hậu quả gì và tại sao người Úc lại không ăn thịt chúng? Để giải đáp câu hỏi này, hãy cùng chúng tôi khám phá trong video ngày hôm nay. Vào năm 1859, Thomas Austin, một người đàn ông giàu có, đã đưa 24 con thỏ từ Anh về trang trại của mình ở Melbourne, Úc với mục đích là săn bắn giải trí.
Ông đã cho phép chúng tự do đi lại trên trang trại và chỉ trong vòng 3 năm, số lượng thỏ tăng vọt từ 24 con lên hàng nghìn con. Hiện nay, chúng tiếp tục sinh sôi không ngừng và những con thỏ dễ thương này đã lan rộng khắp nước Úc. Thỏ hoang có thể mang theo nhiều loại ký sinh trùng nguy hiểm, chẳng hạn như là ve, bọ chét, giun tròn, vân vân. Những ký sinh trùng này có thể lây truyền sang người và động vật khác, gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm. Do vậy, đa phần người dân Úc không có thói quen ăn thịt thỏ hoang. Chính phủ và nông dân Úc đã triển khai nhiều biện pháp, bao gồm xây dựng hàng rào và phá hủy hang thỏ. Các biện pháp kiểm soát sinh học như sử dụng virus gây ra hội chứng rụng lông ở thỏ, myxomatosis cũng đã được thực hiện. Tuy nhiên, do điều kiện sống thuận lợi nên số lượng thỏ hoang vẫn tăng lên nhanh chóng. Thỏ hoang cái thường bắt đầu sinh sản khi chúng được từ 4 đến 6 tháng tuổi. Mỗi con thỏ hoang cái có thể đẻ khoảng 4 đến 5 lứa một năm, mỗi lứa từ 6 tới 8 con. Những con thỏ con thường ở trong hang một thời gian dài, chỉ ra ngoài khi mẹ chúng cảm thấy an toàn. Chúng được bố mẹ khoảng 4 tới 6 tuần trước khi bắt đầu ăn thức ăn cứng. Sau khoảng 6-8 tuần tuổi, những con thỏ con bắt đầu cai sữa và chuyển sang một cuộc sống độc lập. Chúng có thể sinh sống ở bất cứ nơi nào có thức ăn và nơi trú ẩn, từ sân sau nhà cho đến khu vườn hay sân đồi. Về cơ bản, hầu như mọi nơi ở Úc đều có thể trở thành môi trường sống lý tưởng cho loài động vật này. Hiện nay, New South Wales, Queensland và Victoria là những bang có số lượng thỏ lớn nhất, trong đó New South Wales có khoảng 65-70 triệu con thỏ hoang. Hiện nay, ước tính có khoảng 200 triệu con thỏ hoang ở Úc. Chúng phân bố rộng khắp đất nước, từ các sa mạc khô cằn đến các khu vực đất đai có thảm thực vật. Trong môi trường tự nhiên, thỏ thường là con mồi của các loài ăn thịt như chó hoang, mèo hoang, chim săn mồi và một số loài khác. Tuy nhiên, số lượng thỏ hoang bị săn mồi mỗi năm chỉ chiếm khoảng 10-20% so với tổng số thỏ hoang ở Úc.
thọ ăn cây non liên tục, ngăn chặn sự tái sinh của cây và bụi cây, góp phần gây sa mạc hóa, làm giảm nguồn thức ăn và đe dọa 322 loài thực vật và động vật đang gặp nguy hiểm ở Úc, nhiều hơn gấp đôi số loài bị mèo hoặc cáo đe dọa. Mỗi năm, chính phủ Úc chi hơn 200 triệu đô la để giải quyết vấn đề thỏ hoang. Số lượng thỏ hoang ở Úc hiện tại được cho là lớn gấp khoảng 10 lần so với dân số ở Úc, làm cho chúng trở thành một thách thức lớn đối với môi trường và nông nghiệp của Úc. Hơn nữa, thói quen đào hang của thỏ hoang đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như xói mòn đất và phá hoại cảnh quan tự nhiên. Chính phủ Úc cho phép săn bắn thỏ hoang mà không hạn chế số lượng, đồng thời khuyến khích người dân hoạt động săn thỏ để giảm bớt số lượng của loài xâm lấn này. Sử dụng chồn và chó săn là một trong những phương pháp hiệu quả để kiểm soát thỏ hoang. Những người thợ săn sử dụng chồn được huấn luyện để đuổi thỏ ra khỏi hang. Sau đó, những chú chó săn sẽ hỗ trợ để tóm gọn chúng. Ngoài ra, săn bắn bằng súng cũng là một phương pháp kiểm soát thỏ hoang. Tuy nhiên, phương pháp này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, do đó chỉ nên được thực hiện bởi những người được huấn luyện và được cấp phép. Giống như vấn đề lợn rừng hoang dã ở Hoa Kỳ, vấn đề thỏ hoang ở Úc sẽ khiến chính phủ và nông dân phải đối mặt với những thách thức lớn trong nhiều năm tới. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Úc cần tiếp tục tìm kiếm các giải pháp kiểm soát hiệu quả hơn, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của loài thỏ hoang. Thông qua video này, các bạn đã có cái nhìn rõ ràng về những thách thức mà chính phủ và người nông dân Úc phải đối mặt trong cuộc chiến chống lại thỏ hoang. Nếu các bạn có bất kỳ giải pháp nào hiệu quả để kiểm soát vấn đề này, thì xin đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới video. Nếu các bạn thích nội dung này, thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.